Xin chào các em. Thì tiếp theo cái chủ đề về các nguyên lý cơ bản trong bài toán đếm và chứng minh tổ hợp. Thì hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các em về phần nguyên lý bù trừ, nguyên lý bù trừ trong các bài toán đếm. Thì chúng ta sẽ còn một buổi nữa về nguyên lý bù trừ, nhưng mà trong một số bài toán chứng minh đánh giá các cái đại luận. Thì như chúng ta đã biết, thì nguyên lý bù trừ là một trong các nguyên lý đếm rất là cơ bản và quan trọng của tổ hợp. Ở trong chương trình phổ thông thì mình đã được giới thiệu về nguyên lý cộng. Nguyên lý cộng tức là khi một cái đại lượng chia thành nhiều trường hợp thì mình sẽ đem đi cộng các cái trường hợp rời ở lại. Rồi có nguyên lý nhân. Nguyên lý nhân khi một cái đại lượng mà được đếm theo nhiều bước thì mình sẽ nhân số lượng hiện của từng bước lại. Nhưng mà bên cạnh vì cái nguyên lý cộng nguyên nhân đó thì nhiều khi mình cũng cần phải trừ và mình cần phải chia. Thì trừ và chia ở đây tức là khi mình làm đếm một cái đại lượng đấy nhưng mà nó có cái sự lặp lại thì mình phải trừ ra những cái phần mà bị lặp lại, những phần bị thừa đó. Thầy tóm tắt cái nội dung đấy thì chẳng hạn mình thấy là khi mình chia thành từng bước, đúng không? Chia thành trường hợp là tổng đếm, tổng đếm nếu mình chia thành trường hợp thì mình sử dụng nguyên lý cộng. Chia thành các cái bước thì mình sẽ sử dụng nguyên lý nhân. Đây là hai nguyên lý cơ bản. Thì bên cạnh đó mình sẽ còn có những cái tình huống là mình không đếm được tiếp, rồi mình phải đếm gián tiếp rồi cần phải đếm gián tiếp cái phần bù lại, đúng không? Hoặc là những cái tình huống mà mình đếm thì có dư, hay là những cái đối tượng nó bị lặp lại thì mình phải thực hiện cái việc là trừ hoặc chia. Thì trong những cái tình huống này thì mình có thể là sử dụng cái việc là trừ đi hoặc chia. Thì coi như là bốn phép tính cơ bản là được xuất hiện đầy đủ rồi mà tổng đếm. Thì trong cái buổi hôm nay thì mình sẽ nói về cái công thức bù trừ, nguyên lý bù trừ của dạng cơ bản nhất. Là khi mà mình xét hai tập hợp hoặc là nhiều tập hợp thì để đến một đại lượng nào đấy mà thỏa mãn các cái tập hợp, thỏa mãn những cái điều kiện của tập hợp nhưng mà không phải thỏa mãn đồng thời mà chỉ cần thỏa mãn một trong cái điều kiện đó thôi thì trong tình huống đó mình sẽ cần xử lý như thế nào. Thì ở đây với cái tập hợp A, thầy xin phép ký hiệu là với tập hợp A thì mình sẽ ký hiệu số phần tử của A, đúng không? A này gặp hai bên là số phần tử của A. Số phần tử của A. Vậy bây giờ mình có nhu cầu mình tính cái số phần tử của tập hợp là A hợp B. Số phần tử tập hợp A hợp B. Thì theo tinh thần của nguyên lý bù trừ, cái nội dung cơ bản mà chắc ở đây hầu như mọi người đều biết, thì trước hết mình sẽ đi cộng số lượng phần tử có trong hai tập hợp lại. Đúng rồi, cộng số lượng phần tử có trong hai tập hợp lại. B cộng số phần tử lại. Thì cái phần hợp đó là phần mà thuộc về cả hai cái vùng này, không thuộc về cả hai vùng này. Nhưng mà khi mình cộng lại thì cái phần ở giữa đây, cái phần chung ở đây, đúng không? Phần chung nó bị xuất hiện hai lần. Cho nên là để đếm vừa đủ vừa đúng thì mình sẽ trừ ra cái phần chung này, Đó, chính là cái phần A hợp B, A nhân B, A nhân B. Đó thì đây là một trong cái công thức cơ bản nhất của nguyên lý bù trừ. Đó là cơ bản của nguyên lý bù trừ. Thì như mọi người biết thì cái biểu đồ, đúng không? Biểu đồ biểu diễn cho cái công thức này được gọi là biểu đồ Venn. Biểu đồ Venn rất quen thuộc ha. À,
Đó, thì công thức này phổ biến ha, trong những tình huống là mình bị cần phải đến ha, các cái đại lượng mà thỏa mãn một trong hai điều kiện ha, thỏa mãn hoặc cái này hoặc cái kia đó. Thì khi mở rộng lên ha, khi mở rộng lên cho không chỉ hai tập hợp mà mình có ba tập hợp hay là nhiều tập hợp ha, thì mình sẽ có tương ứng những công thức như sau. Thì chẳng hạn như trong tình huống mà thầy có ba tập hợp đi, nếu mình có ba tập hợp là ABC đó. Tất nhiên mình không chắc không chắc là những cái tập hợp là rời nhau, chứ nếu mà biết tập hợp rời nhau rồi mình chỉ cần đơn giản là cộng các phần tử của tập hợp là xong vậy thì trong cái tình huống mà có ba tập hợp ABC thì khi mà mình tính A hợp B hợp C thì trước hết mình cũng sẽ đi cộng lại các cái số phần tử của mỗi tập hợp rời lại. Xong rồi cộng rồi thì mình thấy á là những cái phần chung đúng không, lại vẫn bị tính hai lần tương tự như bên kia đó, cho nên mình phải trừ ra trừ cho A giao B, trừ cho B giao C, trừ C giao A đó. Trừ xong rồi thì sau khi trừ đó, thì mình lại thấy một lần nữa cái phần đó mà bị chung của cả ba tập hợp là bị trừ mất luôn, đúng chưa? Tại vì ở đây á, phần chung hay gọi là phần chung là ít đi, là thuộc về cả ba tập hợp. Thế bây giờ x thuộc A, thuộc B, thuộc C đó. Thì x này được tính ba lần. Xong rồi, x thuộc cái tập hợp A giao B, B giao C, C giao A. Cho nên ở đây x lại bị trừ mất ba lần, thì cuối cùng mình đã mất x. Cho nên muốn đếm đầy đủ hết luôn ha, thì mình sẽ cộng lại một cái phần nữa là A giao B giao C, tức là cái phần x đó. Phần việc chung của các ba tập hợp. Thì gọi như đây là được cái công thức phụ trợ cho cái tình huống là ba tập hợp. Thì khi tổng quát lên, khi tổng lên, khi mà mình có nhiều tập hợp đi, tập hợp, thì mình có thể dễ dàng chứng minh được công thức tổng quát của trường hợp bên nào tập hợp này. Thầy có thể viết cái ký hiệu này nhiều hơn. Với n tập hợp A1, A2 cho tới A nè, thì ta có đó, thì ở đây mình sẽ viết hợp của tất cả các tập hợp lại nha, hợp tất cả tập hợp lại thì như các em có thể thấy đúng không? Ở đây mình đầu tiên á là mình sẽ tính tổng tất cả phần tử tập hợp này, mình sẽ gom với sức mạnh A. Y này sẽ đi từ 1 đến n. Tính tổng phần tử rời lại. Xong rồi mình sẽ tính hiệu nhân của tất cả các phần giao của hai tập hợp tùy ý trong đó. Giao của A, Y với AZ. Trong đó là mình thấy là 1 mấy phần Y nè, Y khác Z nè, mấy phần là tính cái phần giao của hai tập đó. Là khi đây ở đây là dấu trừ đó, thì tương tự mình sẽ cộng trừ đang xen cộng trừ đang xen, thì có thể mình viết một cái cách ngắn gọn cho cái này mình sẽ có một cái tổng tổng này là tổng đang dấu đây, tổng đang dấu của các cái phần hợp xin lỗi, của các cái phần giao của các tập hợp AI. Y đây mình sẽ cho nó thuộc T là đó, trong đó T là tập hợp con của các cái chỉ số đúng không? Tập hợp chỉ số từ 1 tới N trừ 1 này là mũ T, số phần tử T nhưng mà mình cộng với 1 đó. Tại vì mình thấy là trong tình huống mà T có 1 phần tử tức là T là cái hàng nhân số 1 đi, tập hợp T là gồm có một phần tử là số 1 thì lúc bây giờ nếu mà này là mũ lẻ thì nó lại thành trừ đúng không? Thành trừ không đúng với công thức của kia, thì mình phải thay đổi cái tính chẳng lẻ nó lại thành cộng 1 đó. Thì là coi như cộng trừ đang dấu và cái dấu đầu tiên là yêu cầu thì cứ đơn cộng trừ gì đây. Vậy thì bây giờ với những tình huống đặc biệt, với tình huống đặc biệt đó là số phần tử của các tập hợp này nó bình đẳng với nhau, nó bằng nhau đúng không? Nó bằng nhau thì cái việc tính này nè, việc tính này mình thấy có thể là nó đơn giản thôi,
đi rất là nhiều. Đây, chẳng hạn em có thể thấy ở đây do số các phần tử bằng nhau, rồi họ của nó xin lỗi giao của các cái cặp cũng bằng nhau, giao của các bộ ba cũng bằng nhau. À, vậy khi đó thay vì mình phải tính từng cái tập hợp riêng mình cộng lại, thì mình chỉ cần làm một chuyện đơn giản là mình sẽ tính một tập hợp lẻ nào đó, rồi nào đó, rồi giờ ok rồi. Rồi ở đây đó, thay vì mình cần phải đi tính phần giao của rất nhiều cặp, rất nhiều cặp rất là phức tạp, thì có thể mình chỉ cần đơn giản mà tính phần giao của một cặp, xong rồi nhân cho cái số lượng cặp đó, đó thì mình dễ dàng thấy là số lượng cặp trong cái tình huống mà là n được mở này, n được tập hợp này, mở n tập hợp thì là C2 của n, C2 của n, tương tự kia sẽ là C3 của n. Cuối cùng này là coi như ở cái tình huống tổng quát, đúng không? Thì mình thấy là cái số lượng tập hợp T thế này, cái lượng tập hợp T thế này, nếu T có k phần tử chính là C k của n, chính là C k của n. Cho nên này có thể mình chú ý thêm, nếu các tập hợp T, đúng chưa, các tập hợp T, ta xin lỗi, tập hợp A, AI bình đẳng với nhau, thì mình có thể là tính cái đại lượng ở đây rất là đơn giản nhẹ nhàng bằng cách là mình chỉ cần tính CK của N, trong tình huống là mình cần tính giao của K tập hợp, xong rồi mình đem nhân cho cái phần giao của K tập hợp đó là xong. Ở đây mình có thể chú ý là giao của Y một T, đúng không? Thì nó cũng bằng luôn là CK của nó nhân với phần giao. Mà ở đây là K, T nó có K phần tử. Dạ, T có K phần tử. Thì mình chỉ cần tính CK của nó nhờ nó giao K đặc biệt rồi này. Dạ. Cái này đang nói là trong tình huống mà T này mình đang có là số lượng đại lượng này, cái tập hợp T ấy, nó có số phần tử là K, là một số cụ thể nào đấy từ 1 tới N, thì giao của K cái tập hợp đó, đúng không? Để tính tổng hết thì có thể là mình đơn giản là mình tính giao của K tập gửi rồi đó, từ 1 tới K đi chẳng hạn, sau rồi mình nhân thêm cái số lượng là CK của nó. Đó là cái nội dung mà mình muốn trình bày mọi người trong cái bài giảng này. Trên cơ sở các cái phần lý thuyết thầy vừa giới thiệu với các em, thì chúng ta có thể xử lý một số cái bài tập coi như là áp dụng cái trực tiếp cái nội dung đấy. Thì có thể thầy hình dung ở đây là mọi người cũng đã nắm được phần nào cái phương pháp này rồi, cho nên là thầy cố gắng là giới thiệu một số ví dụ tôi nói là lạ để mọi người có hứng thú hơn ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xét hai bài như thế này. Một cái lớp học có 20 học sinh giỏi văn và giỏi toán, 15 học sinh giỏi văn. Thì bây giờ người ta cho biết rằng là số học sinh giỏi cả hai môn thì nó bằng với số học sinh là không giỏi môn nào. Không giỏi môn nào. Thì bây giờ hỏi lớp này có bao nhiêu học sinh? Hỏi lớp này có bao nhiêu học sinh? Câu B là người ta mới hỏi là có bao nhiêu cái số tự nhiên, có bao nhiêu số tự nhiên không vượt quá 1 triệu, 1.6, 1 triệu. Thì số tự nhiên đó là số chính phương hoặc là một cái lập phương, đúng không? Số chính phương hoặc là lập phương đúng hoặc thôi nha. Thì chúng ta sẽ tiến hành phân tích từng bài ha. Ở đây mình thấy câu A, ở câu A thì đề bài đã cho là hai cái nhóm, hai cái tập hợp, là thứ nhất là tập hợp học sinh giỏi toán, thứ hai là tập hợp học sinh giỏi văn, đúng chưa?
Rồi người ta đặt vấn đề ra là bây giờ không biết cái số phần chung là bao nhiêu, nhưng mà nó biết là số phần chung thì lại bằng số phần ở phía ngoài, tức là phần không thuộc về cái hàng tập hợp. À, thì bây giờ mình thử câu A này. Nếu của em sơ đồ để mọi người hình dung á. Đó là mình cứ tưởng tượng đây là cả lớp. Nó cả lớp là cái phần vuông. Giờ cả lớp là cái phần vuông. Thì cái phần học sinh giỏi có là cái vuông tròn. Ở phía bên tay phải là tay trái này. Đó. Học sinh giỏi 3. Vuông tròn ở tay phải. Giỏi 3. À, thì tất nhiên là học sinh giỏi toán là sẽ có 20 rồi, nhưng mà 15 rồi. Nha. Thì lúc bây giờ theo cái đề bài người ta mới nói là cái phần chung của hai cái tập hợp này, nó phần chung của cái hai tập hợp thì nó bằng với cái phần ở phía ngoài, phần ở phía ngoài. Thì nó kêu tính là coi như cái hình đi dần của phía ngoài là coi có số phần tử là bao nhiêu. Đó. Vậy thì rõ ràng ở đây, rõ ràng ở đây để lập luận cho nó chuẩn đúng không? Thì chúng ta có thể gọi đi, gọi tên tập hợp đi nha. À, thì gọi AB là tập hợp các cái học sinh giỏi văn, giỏi toán và giỏi văn của cái lớp đại bài đó cho. Yeah. Thì bây giờ theo giả thuyết, theo giả thuyết của đề bài thì mình thấy là đề nó cho là số phần tử của A là bằng 20, số phần tử của B là bằng 15. Vậy ở đây mình sẽ đi ký hiệu B ha, ký hiệu T là số học sinh của cả lớp. Đây cho nó dễ luôn, để ký hiệu thêm T là tập hợp học sinh của cả lớp. Đó, tức là trong đó nó có học sinh giỏi toán, trong đó có cả học sinh giỏi văn và có những cái thành phần là không giỏi cả môn nào hoặc là giỏi cả hai môn. Đúng chưa? Rồi, ký hiệu T ở đây đúng chưa? Thì ở đây mình thấy có phải là cái phần T mà hiệu đi A hợp B. Đúng chưa? T mà hiệu đi A hợp B chính là chính là tập hợp học sinh không giỏi môn nào. Đúng chưa? Là các học sinh nó không giỏi môn nào. Dạ. T mà hiệu đi A hợp B là những học sinh không giỏi môn nào. Rồi. Vậy thì từ đây mình thấy á, cái tập hợp T của mình, đúng không? Tập hợp T của mình sẽ bao gồm những cái học sinh mà giỏi một trong hai môn nào, tức học sinh thuộc tập hợp A hợp B, và những học sinh không giỏi môn nào, tức là thuộc tập hợp này. À, vậy thì bây giờ mình sẽ tính để tính số phần tử của T, đúng chưa? À, thì có thể mình suy ra số phần tử của T đúng không, là sẽ bằng số phần tử của cái tập hợp là A hợp B, là học sinh giỏi một trong hai cái môn là toán hoặc văn, học giỏi cả hai, và cộng với cái số phần tử của cái tập hợp là nằm phía ngoài T hiệu đi A hợp B. Rồi, vậy đây mình lại áp dụng nguyên lý bù trừ cho chỗ này đúng chưa? À, thì mình thấy A hợp B đó, thì nó sẽ bằng A cộng B trừ lại với mình. Đó. Nhưng mà bây giờ cái này nè, cái này thì hầu như trong những tình huống cụ thể thì mình không tính được. Mà may mắn cái này mình thấy theo đề bài, đúng không? Theo đề bài người ta nói là số phần tử của cái học sinh mà nằm phía, những học sinh mà nằm phía ngoài cái hệ tập hợp đó, đúng không? Là những học sinh không giỏi cái môn nào thì nó lại bằng với gian, tức là những học sinh thuộc về cái hệ tập hợp. Cho nên
cái đại lượng cái tên mình cũng có thể viết thành là A giờ B. Rồi vậy từ đây thấy là hai cái phần A và B bị tuyệt đi mất đúng chưa? Đó, thì chỉ còn là A cộng B mà là đúng không? Sao? Thì coi như là bài làm viên mình thấy nhẹ nhàng là mình chỉ cần biến đổi đúng không? Biến đổi sử dụng công thức cụm từ nhẹ nhàng thì biết được. Rồi vậy bây giờ chẳng hạn có bạn đặt cái vấn đề là tại vì nếu không đề nó không nói thì cái phần A giao B đúng không? Phần A giao B thì có thể lớn nhất là bao nhiêu? Tức là hỏi cái lớp học này của mình đúng không? À, có thể có nhiều nhất là bao nhiêu học sinh? À, có nhiều nhất là bao nhiêu cái học sinh mà giỏi cả hai môn? À, thì đơn giản mình thấy á, ở đây đúng không? Rõ ràng là cái phần A giao B á thì nó không được vượt quá A giao B không được vượt quá là số phần tử của A không được vượt quá số phần tử của B. À, tại vì là nó phần chung mà, cho nên ở đây mình thấy dễ dàng là tối đa cái số học sinh mà giỏi cả hai môn có thể là 15 học sinh, tức là học sinh giỏi văn là 15, cho nên là trường hợp mà tất cả học sinh giỏi văn đều giỏi toán luôn là bao nhiêu? Là A giao B là 15. Đó. Đó. Thì bây giờ đó là cái bài nhất đúng không? Bây giờ mình sẽ đến vào cái câu B và thứ hai. B. Thì các em có thấy thế này, ở câu B á, câu B thì người ta không cho một cái tình huống mà thực tế nữa. Giờ mình xét cái tình huống là giờ đếm số lượng số thì cái số lượng số đây á nó xét từ số tự nhiên đúng không, mà không vượt quá mũi 6 này, không vượt quá mũi 6. À vậy thì bây giờ mình thấy á, từ 0 cho tới 10 mũ 6 là sẽ có 10 mũ 6 cộng 1 số. À, thì rõ ràng trong đó nó sẽ có rất nhiều số chính phương và cũng có rất nhiều số lập phương. Nếu mà mình cứ tính, nếu mà mình đi tính cái số lượng số chính phương thì cũng rất là nhẹ nhàng đúng không? K là một, N là một cái số chính phương, thì N sẽ có dạng là K bình phương. K bình phương nó đặt trong cái khoảng là từ 0, cái đoạn là từ 0 cho tới 10 mũ 6 mà tính được cái số lượng phần tử của một càng. Thì tương tự mình muốn tính được số lượng phần tử những tập hợp các số mà là số lập phương đúng đúng không? Thì khi tính được xong rồi, mình thấy hai cái tập hợp đó, tập hợp các số chính phương và tập hợp các số lập phương đó, thì nó có cái phần chung đúng không? Phần chung chẳng hạn như cái số 64 đi, 64 vừa là bình phương của 8 mà lại vừa là lập phương của 4. Vậy thì cho nên á, ở đây cái số 64 thì coi như mình thấy là nó chính là 2 mũ 6 đúng không? 2 mũ 6. Vậy tức là hai cái tập hợp này nó có chung nhau ở những cái số mà lý thừa đúng của bậc 6 đúng không? Lý thừa bậc 6 của một cái số tự nhiên ở đây. Cho nên ở đây là để tính cái phần đề bài yêu cầu và cái hợp của hai tập hợp đấy thì mình cũng tương tự như bên kia đúng không? Thì mình sẽ đi tính là tập hợp A, B sau một tính phần gian thì từ nhà một cách nhẹ nhàng như bây giờ cái bài này nhìn vô học nhìn có thể là mình không thấy được cái ý của cái nguyên lý cụm từ đúng không? Đây, nhưng mà đây mình làm cụ thể đúng không? Là mình thấy là rất là rõ ràng đó. Thì cũng tương tự như lúc nãy mình sẽ gọi A, B là cái tập hợp các số tự nhiên đúng không? Không vượt quá 10 mũ 6. Đó, nhỏ hơn vượt 10 mũ 6. Lần lượt là đó, số chính phương. Số chính phương hoặc là cái lập phương đúng. Số chính phương và cái lập phương đúng. Như đây rõ ràng mình cứ nói đó, mình sẽ đi tính ta cần phải tính đó là cái đại lượng số phần tử của A hợp B
đúng không? Số phần tử là hợp bề. Rồi. Nhỏ này là hai cái tập hợp này có rời nhau, cho nên là tương tự như lúc nãy đúng không? Mình sẽ đi tính cái phần ra từ ra. Nha. Thì trước mắt ở đây gợi ý ha. Đây. Tập hợp A của mình đúng không? Tập hợp A của mình chính là bằng các số có dạng k bình phương đúng không? Trong đó không bán bằng k bình phương, bán bằng 1/6 đúng chưa? Rồi vậy thì từ đây mình thấy á, do k bình nó sẽ chạy từ 0 cho tới 1/6 đúng không? Cho nên bản thân cái số k thì nó sẽ chạy từ 0 cho tới 1/3, cho nên ngay chỗ này mình suy ra được á, số phần tử của a à, chính bằng 10/3 cộng 1 đúng không? Từ 0 cho đến 10/3 đúng không? 1000 là 10/3 cộng 1 à. Rồi tương tự đúng không? Tương tự thì b sẽ là các số của dạng k mũ 3 đúng không? Bình thường 1/3 trong đó k mũ 3 cũng vẫn chạy từ 0 cho tới 10/6 à. Cho nên từ đây mình suy ra được số phần tử của b chính là bằng à, mình lấy cái căn bậc 3 của 3 bế ở đây đúng chưa, thì là không bán bằng k, bán bằng 1/4 k, bán bằng 1/4 k. Rồi thì cuối cùng là cái phần a giao b đúng không? A giao b à, thì chính xác là bằng các số của dạng là k mũ 6 nè, mọi người thấy đồng ý đúng không? Mà trong đó k mũ 6 đúng không, nó sẽ cũng không vượt qua 1/6. Vậy thì cũng lại lấy như căn bậc 6 của hai bế, của ba bế đây, thì mình sẽ có là a giao b không bán bằng k, bán bằng 1/4, cho nên này a giao b chính là bằng 1/4. Đó thì từ ba thông tin này, từ ba thông tin này là mình có thể xác định được cái số phần tử của a b. À, mọi người cộng lại hai cái này đầu từ ra là sao? Yeah. Thì trong cái tình huống mà ở đây mình không có lấy căn được đẹp đúng không? Chứ hạn như mình căn ra được cái số xấu lên thì mình sẽ lấy cái chặn dưới của nó, lấy phần cái số phía dưới của nó. Chứ hạn ra căn của bậc 3 của một cái số đề bài nó cho ra được là bằng 105 đi, 100.5 đó, 100.5 đó, thì mình sẽ lấy phần căn bán 100. Lý do là căn xung quanh. Dạ. Từ đây mình sẽ tính được cái số phần tử đúng không? Đây, cộng lại đúng không? Từ ra 1001 cộng với 101 đúng không? Là 1102 trừ cho 10, trừ cho 11 đúng không? Nhưng mà 1102 trừ cho 11 là 1089. Đó, đó là cái ví dụ đầu tiên áp dụng của cái nội dung mà người đi phụ trợ. Chúng ta sẽ tiếp vào bài số 2. Thì như các em hay thấy là cái nguyên lý bù trừ đúng không, là nó xuất hiện trong những tình huống đếm à, khá là đặc thù, nhưng mà có những cái tình huống đếm khác à, có những tình huống đếm khác mình thấy á, là hầu như nếu mình sử dụng cái cách đếm thuần túy thì cái việc tiếp cận rất là khó à, việc tiếp cận rất là khó à, và cái nguyên lý bù trừ nó cho mình một cách tiếp cận tự nhiên nhất, nhẹ nhàng nhất có thể à, thì qua cái bài thứ hai này chúng ta có thể dùng rõ hơn chuyện này à, thì bài lấy từ một kỳ thi của Mỹ à, kỳ thi của Mỹ. À, ở đây là do một cái bảng ô vuông, bảng ô vuông kích thước là 4x4, mỗi ô của bảng được tô bởi một trong hai màu xanh hoặc đỏ, không, xanh hoặc đỏ. Đó. Thì ta mới đặt cái vấn đề là hỏi có bao nhiêu cách tô, đúng không? Hỏi có bao nhiêu cách tô, mà sao cho không có cái hình vuông con, đó, hình vuông con kích thước là 3x3 nè, trong cái bảng này mà được tô toàn bộ bởi màu đỏ. À, ở đây là để cho vấn đề đơn giản thì người ta sẽ không xét cái tình huống mà à, đối xứng à, là những cái quay nào đấy mà biến thành những cái hình vuông khác, thì lúc bây giờ là coi như cái hình vuông này là tất cả cái ô tô vuông đều phân biệt với nhau hết à, tất cả ô vuông đều phân biệt với nhau hết à, cho nên là cái phép biến hình nó sẽ biến thành những cái hình khác
hướng thì đơn giản ha. Đó. Thì chẳng hạn như ở đây cái bảng ô vuông cái thứ 44 này đó. Thì rõ ràng là trong cái bảng này sẽ có 16 ô đúng không, 16 ô, mỗi ô nó có hai cách tô đúng không, cho nên là tổng cộng số cách tô là 2 mũ 16, rất là dễ dàng, mọi người có thể đếm được cái đấy. Nhưng mà ở đây người ta mới đặt vấn đề là trong 2 mũ 16 cách tô đó, thì sẽ có bao nhiêu cách tô mà sao cho không có cái bảng 3x3 này. Ở đây mình thấy là có tất cả 4 cái bảng 3x3 vậy đúng không? Bảng bên góc trên bên trái, góc trên bên phải, góc dưới bên trái và góc dưới bên tay phải, có tất cả là 4 cái bảng 3x3 vậy. Đó thì phải quanh 2 cái bảng 3x3 ở phía trên á, mọi người thấy á. Thì bây giờ á, mình thấy á, nếu mà mình tô đúng không, tô mà mình tránh cho cái tình huống mình tô trực tiếp, mình tránh cho cái tình huống là nó xuất hiện cái bảng 3x3 và được tô toàn bộ màu đỏ đó, thì cái vấn đề thực sự không dễ. Chẳng hạn như ở đây không nhất thiết là cái bảng nó phải tô bởi toàn bộ màu xanh, tại vì có thể là nó tô ở đây chẳng hạn như bảng là 9 ô đúng không, mình tô 8 ô là màu xanh thôi, 8 ô là màu đỏ thôi, trừ lại ô màu xanh đó, thì vẫn không bảng này bài, mà chưa không biết là cái ô màu đỏ này nằm ở chỗ nào rồi. Không biết ô màu xanh nằm chỗ nào rồi, rất là phức tạp ha. Nếu thì chẳng hạn mình muốn là tô 3 ô phía trên này màu xanh, 3 ô này màu đỏ, 3 ô màu xanh cũng vẫn được, miễn sao mà nó tránh được cái tình huống là toàn bộ là màu đỏ thôi. Vậy thì cái vấn đề đây mình thấy cái đặc điểm của bài là mình nếu mình đếm gián tiếp, tức là đếm để tránh đi cái điều kiện của đề bài thì nó khó đúng không, nó khó, cho nên á mình có thể nghĩ tới cái chuyện là mình thay vì vậy mình đếm cái số mà không rõ đây, đếm số không rõ, tức là mình đếm bây giờ nó nói là cái cách tô đúng không, cách tô là tránh ra những cái bảng ô vuông 3x3 mà toàn rõ, mà rõ ràng á, rõ ràng đếm những cái đó lại dễ hơn, đếm cái phần mà không có bảng dễ hơn. Cho nên ở đây ý tưởng của mình là mình sẽ đi đếm phần bụng, đếm cái phần mà nó không có bảng trước, xong rồi mình lấy cái tổng cái số cách tô đúng không là 2 mũ 16 hồi nãy mình nói trừ ra. Vậy bây giờ mình hình dung cái này, một cách tô không thỏ là một cách tô á mà một trong ít nhất một trong 4 cái hình vuông phía trên bên trái dưới bên trên bên phải phía dưới bên trái phía dưới bên phải là một trong 4 hình vuông đó là không có bảng đề bài, tức là toàn bộ tô màu đỏ, và có thể cả hai cũng cùng tô màu đỏ, hoặc là cả 3 cả 4 gì đấy đúng không. Cho nên ở đây là cái nguyên lý bù trừ nó xuất hiện một cách khá là thú vị ha. Thì đầu tiên mình nhận thấy á là tổng số cách tô đúng không, đó là 2 mũ 16 dạ, nó tô tuổi là 2 mũ 16 rồi. Là bây giờ để cho đơn giản đúng không, thì mình sẽ gọi A, B, C, D là các cái hình vuông con đúng không, kích thước là 3x3 nằm ở các vị trí là phía trên bên trái đúng không, phía trên bên phải, phía dưới bên trái hoặc là phía dưới bên phải đúng không, đó. Tất cả là 4 hình đúng chưa. Thì rõ ràng những cách tô ở đây thầy nói đặt cái này cho nó dễ là các cách tô đi không, cái tô hình vuông con bằng bởi toàn bộ là một đúng không, có tất cả tô là một đỏ để vậy. Dạ, mình đến vậy ha. Rồi ABCD là tập hợp cái tô mà sao cho cái hình vuông con là 3x3 ở các vị trí này đúng không, có tất cả cái ô đều là màu đỏ, tức là nó vi phạm đề bài đúng không. Vậy thì rõ ràng một cách tô mà thuộc về một trong các cái tập hợp này là nó vi phạm. Vậy thì ở đây để đến cái số cách tô mà có bảng đề bài đúng không, thì tất nhiên mình sẽ đến
cái tổng cộng đúng không? Mình trừ cho cái phần hợp A hợp B hợp C hợp D. Thì tưởng rất là đơn giản đúng không? A hợp B hợp C hợp D. Đó, tức là thuộc về một trong bốn cái đại lượng này, bốn cái tập hợp đó. Đó. Thì trong tình huống này rõ ràng mình chỉ còn cách đó là mình sử dụng nguyên lý bù trừ để mình tính trực tiếp cái này, à, tính cái này. À, nhưng mà tính cái này thì may mắn là nó nhẹ nhàng, không nhẹ nhàng rồi. Đó thì mình thấy á, hầu như là cái tô ABCD này á, là nó bình đẳng với nhau. Thì nó hầu như bình đẳng, tại vì có một cái tình huống đặc biệt. À, một tình huống đặc biệt là lúc mà mình tính giao của hai tập hợp à, thì lại nữa mình thấy là nó không có toàn bộ nó bằng ngang. À, nhưng mà các cái phần tử mà lẻ phần tử rời thì là bằng nhau hết. Đó, em thấy đây là số cách tô đâu có tập hợp là cái tô của tập hợp thứ nhất là tập hợp A này, là tô do cái bảng còn 3 x 3 toàn bộ bộ đó. Thì rõ ràng chín ô này đúng không, chín ô này đều rõ hết rồi thì nó chỉ có cách tô thôi. Đó, còn những ô ở phía ngoài, à, những ô phía ngoài là 7 ô ở phía ngoài còn lại đó, tô một cách tùy ý, mình không cần phải quan tâm là đỏ hay nó xanh hết trơn á. Cho nên lúc bây giờ là sẽ có 27 cái tô, 27 cái tô. Mà tương tự vậy thì bây giờ nếu mình xét cái hình vuông mà phía trên bên tay phải nè, thì lúc bây giờ vẫn còn 7 cái hình vuông bên ngoài, 7 ô vuông bên ngoài được tự do, muốn tô thế nào cũng được hết. Cho nên á, rõ ràng là A, B, C, D có số phụ tử bằng nhau và đều bằng 27. Cái đó rất là dễ đếm đúng không? Dạ, vậy đây mình thấy á, trước hết A, B, C, D có số phụ tử bằng nhau và đều là 27. Đó, đều là 27. À, nói gì theo tinh thần của bù trừ. À, tiếp theo mình sẽ tính tới cái phần giao của hai tập hợp nào đó, đúng không? Cái phần giao của hai tập hợp đó không đấy. À, bây giờ mình thấy nha. Khi mình xét A giao B, A giao với B đúng không? À, A giao với B tức là mình đang quan tâm tới hai hình vuông phía trên, không? Một cái bên trái, cái bên phải. Đó, hai hình vuông phía trên, bên trái, bên phải. Thì mình thấy hai hình vuông đó có chung nhau tất cả là 6 ô vuông, có chung nhau 6 ô vuông. À, và đồng thời là coi như khi mà hai hình vuông nó đồng thời bị tô màu đỏ đi, không? Hai hình vuông đồng thời bị tô màu đỏ thì mình thấy chỉ còn có 4 ô ở phía dưới là được tự do rồi không? À, vậy cho nên lúc bây giờ A giao với B đúng không? Thì nó sẽ bằng 2 ô 4 tương ứng với 4 ô phía dưới được tự do. À, nghĩa là 4 ô phía dưới được tự do. À, vậy bây giờ mình thấy ở đây A giao B thì tới 2 ô 4 thì tương tự những cái hình vuông mà nó nằm kề nhau, không? Như là B giao với D nè là kề nhau đúng không? Đó cũng bằng 2 ô 4. Rồi A giao với C cũng bằng 2 ô 4. Rồi đây là gì đó? C giao với D đúng không? Là cũng 2 ô 4. Cả bốn cái này là bao nhiêu số phụ tử bằng nhau đúng không? Mọi người thấy nè, phần A nè, A, B nè, giờ thì cái phần ở giữa nè, ở giữa là phần giao nè đúng không? Thì coi như nguyên cái bảng, nguyên cái vùng hình chữ nhật phía trên này, tất cả các ô đều được tô màu đỏ, đó. Giao lại thì rõ ràng là toàn bộ cái vùng này tô màu đỏ hết. Thì lúc bây giờ cái vùng phía dưới 4 ô dưới đây là được tự do, cho nên đó là 2 ô 4. Đó là cái vùng mình thấy là mình quy ước ký hiệu lúc nãy đúng không, thì mình thấy là đây là C, còn cái vùng này còn lại là D, vùng một cái dưới bên tay phải là D. Đó thì lúc bây giờ rõ ràng là AB nè, AC nè, CD nè, DB nè là nó sẽ có cùng cái tình huống là có 4 ô tự do. À, 4 ô tự do đó tương ứng 2 ô 4 cách.
Nhưng mà ở đây mình xét hai cái vùng chéo nha, hai vùng chéo nhau thì nó không phải như vậy nha. Hai vùng chéo nhau á thì mình thấy là đây nó chiếm 9 ô, còn cái phần D này chiếm 9 ô này, đúng không? Thì hai phần này nó chừa ra cho mình chỉ có hai ô tự do thôi, nó chừa ra cho mình chỉ có hai ô tự do, đúng không? Chính ô này, chính ô này chừa cho mình hai ô tự do, hai góc còn lại thôi. Cho nên lúc bấy giờ đó A giao với D và B giao với C, không, B giao với C thì nó chỉ có hai ô tự do mà thôi. Đó. Cho nên lúc bấy giờ là mình sẽ tính riêng, đúng không? Tính riêng là mình thấy ở đây là A giao với D nó bằng B giao với C, hai cái vùng mình vuông và cái tô hai vùng mình vuông nó chéo nhau ha, chỉ có hai cái này thôi. Dạ. Nhưng chứ nếu mà nó bằng nhau hết thì mình chỉ cần lấy C2 của 4 và bằng 6 đúng không? Mình nhân vào cái số lượng mà bằng nhau đó thì sao? Nè. Đây nó hơi cực một tí. Rồi, tiếp tục nữa. Mình thấy là trong cái tình huống này là coi như là giao của hai tập hợp á. Bây giờ nó giao của ba tập hợp. Mình xét đại diện của cái là A giao B giao C. Đúng không? A giao B giao C thì bên đây. A giao B giao C. Thì lúc bây giờ A là vùng bên đây, bên phía trên bên tay trái. B là vùng phía trên bên tay phải. Đúng không? C là cái vùng phía dưới bên tay trái này. Thì lúc bây giờ mình kết hợp ba cái vùng còn lại đúng không? Đó thì chỉ còn một cái ô ngay trong phần D là được tự do rồi. Đúng không? Phần D là tự do. Cho nên á, khi mà mình lấy dao của ba tập hợp A, B, C thì nó chỉ còn số cái tô là 2 mũ 1 rồi. Nó mà đó may mắn lại tương tự với cả bốn cái cách mà giao của ba tập hợp. Đúng không? A giao B giao C, rồi A giao B giao D, B giao C giao D, A C D, không? Cả bốn cái bộ ba đó là đều có cùng số cái tô là 2 mũ 1. Đó là sẵn mình tính luôn. Chẳng hạn như giờ tính cái phần giao của A B C D. A giao BCD tức là coi như lúc bây giờ cả bốn cái vùng ở BCD đều phải được là tô màu đỏ. Thì lúc bây giờ hiển nhiên số cái tô này chỉ là một cách thôi. Tại vì lúc bây giờ toàn bộ cái ô của bạn đều được tô màu đỏ rồi, chỉ có cách duy nhất. Đúng không? Cho nên trong tình huống này mình thấy A giao B giao C nó sẽ bằng với B giao C giao D. Là D nó bằng với C giao với D giao với A bằng với D giao với A giao với B. Đó. D bằng A của 1 như mình phân tích lúc nãy. Đúng không? Rồi. Cuối cùng đúng không? Cuối cùng là giao cả 4 A, B, C, D giao lại. Chỉ có một cách duy nhất mà thôi. Tức là hàng cũng không ấy. Tại lúc bây giờ không có ô là tự do nữa. Rồi. Vậy thì đáp số của mình đúng không? Đáp số của mình là mình tích hợp cái này đã. Và mình chú ý là các dấu cộng trừ để nó thích hợp đúng không? À, vậy đây suy ra số các tô, số các tô sẽ là 2 mũ 16 trừ cho, đúng không? Trừ cho cái phần hợp của các tập hợp này. Thì đầu tiên mình sẽ cộng 4 cái ABCD lại đúng không? Thì sẽ là 4 nè nhân cho 2 mũ 7 trừ cho, đúng không, trừ cho cái phần giao của hai tập hợp đó, trong đó là sẽ có 4 nhân cho 2 mũ 4 cộng với 2 nhân với 2 mũ 2. Đó. Tiếp theo mình lại cộng với cái phần mà giao của ba tập hợp đó, cộng với 4 nhân 2 mũ 1. Đó. Cuối cùng mình trừ đi 1. Đây có bù trừ đúng không, là cộng trừ đạt nhau. Tới đây là ta chỉ bảo mình được số rồi. Thì các em mới cần tính được số này ha. Đây là mình thấy là một cái tính cách, một cái tình huống nữa áp dụng lý vùng trừ và giúp cho mình có thể giải rất là tự nhiên. Hạn chế được những cái tình huống mình phải xét để nó dùng nó. Đây tuy là xét trường hợp nhưng mà cái đó là mình thấy là nó có những cái đặc điểm nó giống nhau hết đúng không? Cho nên là cái việc xét nó rất là thuận lợi, không có vấn đề.
Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tiếp qua một tình huống là tổng quát, đúng không? Tức là giờ xét không chỉ có những tập hợp, số lượng tập hợp là 2, 3, 4 nữa. Giờ chẳng hạn mình xét từ nhiều tập hợp, n tập hợp đi. Thì bây giờ mình sẽ trao đổi vấn đề để thông qua một cái ví dụ, một cái bài toán khá là kinh điển ha. Ở đây người ta cho một tập hợp có 2 n phần tử từ 1, 2, 3 cho tới 2 n. Đó. Thì bây giờ người ta mới hỏi mình là có bao nhiêu cái tập con của tập hợp S này, đó mà sao trong tập hợp đó không có chứa hai phần tử AB cách nhau n đơn vị. Cách nhau n đơn vị. Thì cái bài này á, bài này có thể là các em có thể tiếp cận theo cái hướng là mình sẽ lập bảng ra, lập cái bảng ra. Bảng có hai dòng thôi, nhưng mà tới n cộng thì nó mô tả cái hướng xử lý mà trong tình huống cái tiếp cận khác, đúng không? Bây giờ mình sẽ kể hai cái bảng. Đây. Có hai dòng nhưng mà n cộng, đúng không? Đó, tên bảng này mình sẽ điền các số còn của tập hợp F nó cho vào. 1, 2, tới n. Đây là n cộng 1, đó, n cộng 2, tới 2n. Đó. Thì từ cái bảng này thì nói ngắn gọn, nếu mà chúng ta đếm trực tiếp, đúng không? Đó, thì chúng ta thấy là giờ mỗi cái cột á có chứa hai ô này á, thì hai ô này không được chọn đồng thời. Nó không được chọn đồng thời, tại vì nếu chọn đồng thời thì là hai số cách nhau n đơn vị rồi, đúng không? Đó. Thì lúc bây giờ mình thấy á, một á là mình sẽ chọn ở trên, không chọn ở dưới. Hai á là mình sẽ chọn ở dưới, không chọn ở trên. Ba là mình không chọn nào ở trên. Đó. Thì lúc bây giờ suy ra được á là cái số tập hợp con, đúng không? Tập hợp con đó, chúng ta bằng 3 mũ n, nha. Đó là cách tiếp cận theo cái hướng thông thường, là nguyên lý áp dụng lý nhân trực tiếp. Nhưng mà mình thấy á, cái cách này có thể là dường như trong những tình huống, một số tình huống là mình khó nghĩ ra, nó đẹp quá mình khó nghĩ ra đó. Bây giờ nhiều khi mình cần một cái cách gì đó nó tự nhiên hơn, có thể nó dài đi mình chấp nhận, nhưng mà có thể nó tự nhiên hơn để mình đếm nó được cái đại lượng 3 mũ n này, không, đếm được đại lượng 3 mũ n này. Vì lý do là mỗi cái cột, đúng không, là có đúng 3 cách chọn, không, 3 cách thực hiện tập con. Một cách chọn đó thì tương ứng với mình một tập con. Nhờ lại đúng không, có tất cả n cột nhưng là có 3 mũ n. Vì thế này nếu mình đếm theo nguyên lý bù trừ, không, tinh thần của nguyên lý bù trừ, thì bây giờ những cái tập hợp vi phạm là những tập hợp mà nó có chứa ít nhất một cái cặp AB hơn kém nhau n đơn vị, đúng không? Như bây giờ thay vì mình đếm trực tiếp thì mình có thể đếm những tiếp theo cái phần bù tương tự như cái bài số 2 này. Như bây giờ ở đây mình thấy á, có tất cả n cặp như vậy, đúng không? Cặp 1 đi với n cộng 1, cặp 2 đi với n cộng 2, cặp n đi với 2n. Như bây giờ tương tự, có thể là nếu mà tiếp cận theo nguyên lý bù trừ, đúng không? Cái này giới thiệu được cách tiếp cận thế này. Theo nguyên lý bù trừ. Đến bù trừ ha. Ở đây mình lại gọi, đúng không? Gọi A1, A2, đó, thì tới A, N, đúng không? Là tập con, đúng không? Của S đó, có chứa cái cặp 1, 2, n cộng 1 rồi đó, lần lượt nha. Đó, A2 là chứa 2 n cộng 2, đúng không? Rồi cuối cùng thì tới AN là có chứa cái cặp n với 2 n. Tất nhiên là cái trong A1 này có thể có những tập con nó chứa cả 1 với n cộng 1 và cả 2 với n cộng 2, miễn sao mà nó có chứa cái thằng đầu tiên được rồi. Vậy thì bây giờ rõ ràng một cái cách chọn cái tập con không thỏa mãn đề bài thì nó sẽ thuộc về một trong các tập hợp này, tức là thuộc về cái phần hợp của cái tập hợp này, đúng không? Vậy thì lúc bây giờ muốn tính được cái số tập hợp con mà mình cần đi tìm thì mình chỉ cần lấy là tổng số, đúng không? Tổng số tập con, mình biết rằng tổng số tập con, số lượng tập con của tập hợp
có n phần tử là hai mũ n, hai mũ n trong cái quy luật khác. Vậy thì bây giờ tập hợp s của mình là có hai n phần tử, cho nên tổng số tập đoàn này, tổng số tập đoàn này chính là hai mũ hai n. Mình lấy cái số đó mình trừ cho cái phần da của cái tập hợp này, được chưa? Thầy suy ra cái số tập đoàn của đây, số tập đoàn của đây đó chính là hai mũ hai n đúng không, trừ cho cái phần hợp lại a một hợp a hai cho tới a n, đúng chưa? Thì ở đây mình sẽ tìm cách mình tính những cái phần này, tính cái phần hợp được thôi. Thì bây giờ may mắn ở đây là tất cả cái này, tất cả những cái này, tất cả các cái cặp này là nó rời nhau, tất cả cặp này rời nhau, cho nên các cái đại lượng này, cái tập hợp này là nó bình đẳng với nhau. À, ở đây mình sẽ bổ sung là tập hợp đúng không? Tập hợp của các tập đoàn. Biết cái hệ chuẩn là tập hợp các tập đoàn. A một và hai là tập hợp của các cái tập đoàn của S trước cái bộ này. Rồi. Vì may mắn rồi các cái tập hợp này là nó bình đẳng với nhau, cho nên để tính cái tổng đúng không của cái phần tập hợp rời thì mình chỉ cần tính một cái này rồi mình lấy đó mình nhân lên, đó lấy đó mình nhân lên. Tương tự dụ như là tính tổng của cái phần giao của hai tập hợp A một giao hai, A hai giao ba này, thì mình chỉ cần tính đại diện một cái, xong rồi mình lấy đó mình nhân với cái số lượng đúng không, là C hai của n. Đó, giờ mình tính thử. Cái hai giờ mình thầy đi tính là cái A một đi. Đúng chưa? Tính A1 thì mình thấy ở đây A1 là bắt buộc nó phải chứa hai cái tập hợp, hai cái phần tử này, một với n cộng 1, thì nó sẽ còn lại là 2n trừ 2 cái phần tử tự do đúng không? Tức là những cái phần tử tự do đó là muốn chọn nó cũng được mà không chọn nó cũng được, đúng không? Chẳng hạn cái số 2 đi, đó thì có thể thầy không thích, thầy không chọn nó vô tập hợp con của thầy, thì lúc bây giờ là cái số 2 đó nó sẽ không chọn vô. Rồi có những tình huống là số 3 nó có thể được chọn vô, cứ như thế đúng không? Thì coi như là những cái thằng còn lại, những cái phần tử còn lại là tự do, muốn chọn hay không cũng được hết. Và hơn thế nữa, một cái cách chọn các cái phần tử đó nó tương ứng cho mình một cái số, một cái tập hợp con, đúng không? Cho nên ở đây mình thấy A1 chính bằng 2 mũ 2N trừ 2, đúng không? Hai mũ hai n trừ hai, cho nên ngay lập tức suy được cái tổng luôn. Thầy tạm thời viết ký hiệu này là coi như mình hình dung là cái tổng của các cái tập hợp rời đúng không, thì chính bằng c 1 của n nhân cho hai mũ hai n trừ hai. Đó, dạ. Thì tương tự vậy mình thấy nếu mình tính a 1 giao với a 2 A1 giao với A2 thì lúc bây giờ tập hợp con của mình nó phải chứa cả bốn cái phần tử này, 1 với n cộng 1, 2 với n cộng 2, đúng không? Tức là coi như nó có bốn cái phần tử là nó bị ràng buộc rồi đó. Còn lại là có 2n trừ 4 phần tử tự do. Lúc đó những phần tử đó mình cũng có thể là hai cách chọn, chọn nó, không chọn nó. Cho nên sẽ có tất cả tương ứng như nãy đúng không? Nên sẽ có 2 mũ 2n trừ 4 thì do tính bình đẳng đúng không? Do tính bình đẳng này rất là hiển nhiên đúng không? Thì cái tổng và của cái phần giao đúng không? AI giao với AZ đó, mình tự hiểu đây là AZ này nó sẽ là các cái cặp đúng không? Các cái cặp chỉ số từ 1 tới n sẽ bằng C2 của n nhân với 2 mũ 2n trừ đi 4 đó, thì cứ như thế, cứ như thế đúng không? Thì mình biết cái trường hợp tổng quát đúng không? Là giao của k tập hợp, không a một giao với a hai giao với a k đó, thì rõ ràng là coi như lúc bây giờ sẽ có hai k cái phần tử nó bị ràng buộc, cho nên nó chỉ còn tự do được là có hai n trừ hai k thôi. Cho nên cái trường hợp này á là cái số tập con đúng không, sẽ là hai mũ hai n trừ hai k. Thì suy ra
ở đây mình cần phải biết giao của ca là hợp đúng không? Có dạng AI đúng không? Nó tính tổng của những cái này đúng không? Thì nó sẽ bằng CK của N nhân với 2 mũ 2N trừ 2K. Đó. Rồi. Nó hơi cực một tí nhưng mà rõ ràng ở đây là may mắn là nó bình đẳng với nhau nên mình tính cũng nhẹ nhàng thôi. Rồi. Vậy từ đây mình suy ra được đúng không? Suy ra cái số tập con của mình á. À, suy ra số tập con thực tế. Thì mình sẽ thay tất cả cái này vào công thức đúng không? Đó sẽ là gì? 2 mũ 2N trừ cho mở một lớn đúng không? Đầu tiên sẽ là C1 của N nhân với 2 mũ 2N trừ 2. Đó. Rồi phải trừ cho. Đó, trừ cho C2 mũ N. Đó. Nhân với 2 mũ 2N trừ 4. Cứ như thế. Cứ như thế chọn trừ xen kẽ đúng không? Thì cuối cùng mình không biết nó là N chẳng như lẽ cho nên nó là trừ 1. Cũng với N cộng 1 đúng không? Trừ 1 cũng N cộng 1. Mình nhân với CN của N. Nhân 2 mũ 2N trừ 2N là 2 mũ 0. Giờ. Đó. Đây là cái này. Đó. Tức là này tương ứng với công thức tổng quát. Và cuối cái phần tóm tắt lý thuyết lại thầy có giới thiệu cho mọi người. Đó. Thì bây giờ công thức này nếu mình để vậy thì quá phức tạp, không quá phức tạp. Nếu như mà mình để ý kỹ á, nó để ý kỹ á, thì có phải là nếu mình mở cái dấu ngoặc lớn này ra đúng không? Thì công thức này chính là cây trị của Newton, đúng không? A mũ n là c một của a nhân với a mũ n nhân b, b này là bằng một, đúng không? B là một. Còn cái a của mình ở đây chính xác là số 4. Lý do là bây giờ tất cả lưu thừa đều chẵn hết nè. Người chẳng hết, cho nên mình đổi cái này thành là 4 mũ n. Cái này chính là 4 mũ n trừ 1, cái này là 4 mũ n trừ 2. Lý thừa là giảm dần, đúng không? Vậy thì đây rõ ràng chính là bằng 2 mũ 2 mũ 2 trừ 1 tất cả mũ n. Dạ, cuối cùng là bây giờ mình thấy là áp dụng gì được như tên cho cái đại luận này đúng với cái tương ứng với cái cách mà mình đếm nhẹ nhàng như này. Nhưng mà ở đây mình thấy là đếm rất là tự nhiên không? Tự lý rất tự nhiên. Đó. Đó là cái bài bài A. Bây giờ mình qua bài B. Ví dụ nữa. Bài B này giờ mình xét cái vấn đề nó cũng tương đối thú vị ha. Tại vì mình đếm số hóa vị, số lượng hóa vị của các số 11, 22, 33, 44, 55. À, tức là bây giờ hóa vị này không phải của những cái số mà nó phân biệt nhau mà nó mỗi số đó, nó sẽ xuất hiện hay là tức là 1 có 2 số 1, 4 có 2 số 4 ha. Thì bây giờ người ta mới hỏi đó, trong các hóa vị đó đúng không? Trong các hóa vị đó thì có bao nhiêu hóa vị mà không có hai cái số giống nhau đứng cạnh nhau. À, tức là bây giờ hai số 1 có giống nhau mà không được đứng cạnh nhau. Nó phải đứng cách nhau ít nhất một số gì đấy. Dạ. Nói là trong tất cả hóa vị đó có bao nhiêu hóa vị không ạ? Đó. Thì mình thấy cái tinh thần ở đây, tinh thần ở đây nó cũng rất là giống với những cái bài vừa rồi. Đó. Tức là đếm trực tiếp thì nó khó. Đó. Bây giờ mình nói hai số 1 á, nó không đứng cạnh nhau. Tức là nó phải có những cái số gì đó nằm ở giữa. Đúng không? Thì bây giờ có bao nhiêu số đây? Đúng không? Có bao nhiêu số đâu không biết. Đó. Mình thấy là có thể là có 4 số cũng được, có 1 số cũng được, nhiều như số 1 ở giữa đó là số 2 cũng được. Nhưng là rất là phức tạp. Thì những trong những tình huống mà đếm trực tiếp mình thấy cái mô hình nó không rõ ràng. À, nó phức tạp vậy. Thì mình nghĩ đến con đường đi gián tiếp. Cái con đường đi gián tiếp. Mà đi gián tiếp đây nghĩa là sao? Mình sẽ đi đếm những cái quan vị đúng không? Mà có 2 số 1 đứng cạnh nhau. À, mà 2 số 1 đứng cạnh nhau lúc bây giờ là xen giữa nó là có không số thì đếm nhẹ nhàng. À, rồi tương tự là hóa vị có hai số hai đứng cạnh nhau cũng vẫn đếm nhẹ nhàng. Những cái phần tử còn lại của cái dãy này đúng không, mình đếm một cách từ bình thường thôi, tức là nó tùy ý, hóa vị tùy ý, chỉ có hai số hai đứng cạnh nhau thôi.
đó là cứ thế đúng không, mình tính hợp của những cái tập hợp lại rồi mình trừ ra tương tự như phương án đúng không. Bài này chính là một cái bài trong đề thi học sinh giỏi quốc gia, đề thi học sinh giỏi quốc gia cách đây là gần 20 năm. Bây giờ mình thử tiếp cận cái xử lý vấn đề này ha. Thì ở đây đầu tiên mình thấy á, nếu mà phản vị của 10 số đó đúng không, từ 1 tới 5 mà mỗi số xuất hiện 2 lần thì là có 10 giây thường đó. Nhưng mà ở đây là phản vị có lần, tức là số 1 lặp lại 2 lần, số 2 lặp lại 2 lần. Cho nên ngoài cái việc là 10 giây thường đó thì mình cần phải chia ra nữa, mình cần phải chia ra đúng không. Số 1 lặp lại 2 lần cho nên phản vị hai số 1 đó thì cũng như không phản vị đó, cho nên phải chia cho 2 giây thường đó. Mình nhớ công thức nó bị lặp đúng không. Đó là tương tự, số 2 cũng phải 2 giây thường chia cho 2 giây thường đó. Cho nên tổng cộng có 5 số, 5 tập số bị lặp thì sẽ có 2 giây thường tất cả mỗi lần. À, thì ở đây tính hết mình nhận xét á, số phán vị tùy ý đúng không, số phán vị tùy ý chính là bằng 10 giây thường chia cho 2 mỗi lần đó. À, bây giờ theo tinh thần lúc nãy đó, thì mình lại tương tự mình đổi E1 đúng không, E2 ở đây mình để đại diện, gọi như đơn giản mình đại diện hay gọi AI đi, là số phán vị mà có cái cặp II á đứng cạnh nhau đúng không, trong đó là y nó sẽ đi từ 1 tới 5. Rồi vậy thì từ đây tương ứng như lúc nãy đúng không, mình sẽ cần đếm số phán vị cần tìm. Dạ, tức là những cái phán vị mà nó không thuộc về phần giao của các AI này không, để chính bằng tổng số đúng không, chia cho 2 cũng được đó, một giây thời gian 5 trừ cho phần hợp của các AI không, A1 hợp A2 giờ tới 2 năm. Dạ, xong ý tưởng tiếp cận rất nhẹ nhàng đúng không. Bây giờ nếu mà mình đếm thử mình rõ ràng mình thấy đây là coi như check cái cặp AI, cái cặp BI nè nó cũng rời nha, nó không may mắn nó rời nha, không giống như cái tình huống mà cái bảng hình vuông 44 lúc nãy thì có thể là như 1 A cái hình vuông vùng thứ AB đi, có thể là nó dính một tí với cái vùng AC, cái vùng AB AC đấy, cho nên là lúc đó mình đếm nó hơi cực tí. Còn tôi tình huống này là các cái cặp này rời nhau hết, đếm rất nhẹ nhàng đó. Vậy đây mình đếm đại diện đúng không? Mình tính thử ha. A1 đi. Không, A1 như thế nào thì do tính bình đẳng đúng không? Thì A2, A3, A4, A5 cũng như thế đó. Rồi. Nhưng lúc bây giờ A1. A1 tức là hai số 1 đứng cạnh nhau. Còn lại 8 số tùy ý. Đúng không? Còn lại 8 số tùy ý. Tức là hai số 2 kia có thể là đứng cạnh nhau cũng được mà không cạnh nhau cũng được. Thì mình thấy đây khi hai số 1 đứng cạnh nhau thì coi như nó ghép lại một số cùng với 8 số kia à, cái số 1 đó là coi như cặp số đó là số đặc biệt cùng với 8 số kia để tạo thành 9 số, cho nên trước mắt mình sẽ có 9 giây thường đúng không. Nhưng mà bây giờ 9 giây thường này là chưa xong, tại vì khi cái số 2 đúng không, những số 2 phán vị với nhau, những số 3 phán vị với nhau thì mình cũng không tính tức là nó bị lặp. Cho nên ở đây mình sẽ chia cho 2 mũ 4 vì có 4 cặp nó có sự phân bị. Cặp số 1 coi như đứng cạnh nhau rồi, không tính nữa. Vậy là 9 giây thừa chia 2 mũ 4 đúng không? Đó, vậy là coi như là đây là một cái phần tập hợp R. Tương tự á thì nếu mình lấy A1 giao với A2 đúng chưa? Thì lúc bây giờ cặp 1-1 cái cặp 22 nó bắt buộc phải đứng cạnh nhau đúng không, hai cái số đặc biệt đó tức là hai số 1122 đó đứng cạnh nhau đó. Cùng với 6 số còn lại đúng không, 33 44 55 thì nó sẽ tạo thành 8 số đặc biệt đúng chưa, 8 số đặc biệt, cho nên là phán vị của chúng sẽ là 8 giây thường
Nhưng mà mình cần phải chia đi đúng không? Ba cặp kê thì coi như là nó giống nhau đúng không? Cho nên là mình sẽ chia đi cho em qua nó có lập đó. Mình thấy là với quy luật này đúng không? Thì tương tự là mình sẽ tính được giao của ba tập hợp, của bốn tập hợp, rồi của năm tập hợp đúng không? Và may mắn là như ở đây là các cái tập hợp này nó bình đẳng với nhau, các tập hợp bình đẳng với nhau, cho nên là ở đây sẽ có tất cả là C2 của năm đúng không? C2 của năm bằng 10, cái cặp như thế này đó. Mình lấy số này mình nhân cho 1, tương tự bên kia thì mình cũng phải nhân cho 5 đó. Rồi khi mà tính giao của ba tập hợp thì mình sẽ đem nhân cho 3, C3 của năm, C3 của năm đó. Vậy thì từ đây tương tự đúng không? Đó, thì không trình bày, không trình bày chi tiết đâu nha. Đó, thì tương tự ta thu được cái đáp số, ta có đáp số, ta có kết quả của bài luôn. Dạ, mọi người thử nha, thử nhầm thử theo nha. 10 dây thừa đúng không? Chia cho 2 mũ 5 đó, trừ cho phần lẻ nè, vậy là C1 của 5 nhân với 9 dây thừa chia cho 2 mũ 4 đúng không? Tiếp tục theo công thức bù trừ thì cái này cộng rồi, tiếp theo là trừ. C2 của 5 nhân cho 8 dây thừa chia 2 mũ 3 trừ tới cộng, C3 của 5 nhân với 7 dây thừa chia cho 2 mũ 2 đúng không? Vậy trừ tiếp C4 của 5 nhân cho 6 dây thừa đúng không? Chia cho 2 mũ 1 đó, lẻ nè, tới giao của 2 tập hợp nè, tới giao của 3 tập hợp nè, giao của 4 tập hợp nè, thì cuối cùng giao cả 5 tập hợp. Tức là mình tưởng tượng đây là coi như lúc bấy giờ các số 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5 bắt buộc phải đứng cạnh nhau, chỉ tạo thành 5 số thôi. Thì sẽ có là đây, 2 tập hợp đúng bằng 5 tập hợp luôn. Để kết quả được đẹp. Đó thì mình thấy là bài này ha. Bài này tuy là cái vấn đề thôi, cách tiếp cận là vấn đề, cái đề bài đó, học nhìn thì có vẻ khác nhau nhưng mà cách tiếp cận thì giống nhau. Tức là cái nguyên lý bù trừ nó cho mình á, cho mình cái hướng xử lý á, là có thể là khi đến trực tiếp đúng không, đến trực tiếp thì cái mô hình nó không rõ ràng, mô hình không rõ ràng, mình đến mà hầu như nó không khả thi đó, thì mình có thể là đi con đường gián tiếp. Mà may mắn ở con đường gián tiếp đó thì cái mô hình rất rõ ràng, mình có thể là đếm được ra cái đáp số. Rồi theo nguyên lý bù trừ đúng không, thì nó dư bao nhiêu, nó thiếu bao nhiêu đó thì mình cộng trừ, mình sẽ tính những cái phần đó, những cái phần mà bù trừ dư ra đó là xong. Và có những tình huống đặc biệt đúng không, có những tình huống đặc biệt là mình thấy là những cái tập hợp đấy nó bình đẳng với nhau, cho nên mình chỉ cần tính đại diện một cặp giao của hai cái tập hợp hay là một cái bộ giao của ba tập hợp, là coi như mình lấy cái số đó mình có thể áp dụng cho những cái đại lượng còn lại luôn đó. Thì các em có thể áp dụng cái này đúng không, cái ý tưởng này để giải quyết cái bài tập. Thì cơ bản là cái phần nguyên lý bù trừ đây là đang tập chung mình nói cho cái bài toán toán đếm đúng không, thì còn cái buổi nữa mình sẽ nói về cái bài toán chứng minh. Đó là kết thúc cái phần lý thuyết cho các bạn nhé.